Đây. Một cây mà hai anh em phải tiếp sức nhau lên để lấy, vì chịu không nổi nhiệt từ đàn kiến. Phải nói là những cái khối núi đá dựng đứng này nó cản trở bước chân của anh em chúng tôi rất là nhiều. Vì nếu mình đi không cẩn thận từng bước chân của mình thì nó rất là dễ xảy ra tình trạng mà trơn trượt và gây tai nạn. Vì vậy việc đi xuống những cái vách đá này không hề dễ dàng và chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận. Và ở đây thì có mấy anh em đã xuống tới nơi và đang ngồi nghỉ để chờ các anh em ở trên xuống sau. Con đường xuống những cái vực này thì còn rất là sâu. Hiện tại thì mới đi được khoảng 1/3 quãng đường. Và việc chúng tôi cần làm bây giờ là tìm một nơi có địa thế đẹp để có thể hạ trại, ổn định chỗ ở để thuận lợi cho công việc đi tầm lan. Đây, anh em đã bắt đầu xuống dần. Còn thiếu một người nữa. Đang xuống bên kia. Tạm dừng chân. Giờ mấy giờ anh nhỉ? Bây giờ là 2 giờ kém 1, 2 giờ kém. Bây giờ là đúng rồi, 2 giờ kém 15. Chưa đi tới địa điểm. Cái bánh ăn rồi. Đây là anh Linh. Đây là anh Linh. Đây là tầm lan của các bác. Địa hình rất là hiểm trở, đang thách thức những đôi chân của những người tầm lan. Có thể thấy thì ở dưới đây là một cái vực rất là sâu. Cảnh sát nơi này thì phải nói là sơn thủy hữu tình. Những vách đá cao và hùng vĩ với những dòng thác xếp theo tầng chảy từ trên đỉnh núi xuống theo một cái khe, theo những cái vực rất là lớn. Tiếp tục di chuyển. Lấy đa phát nhảy. Lưới thì chắc khó đấy nha. Thôi em mình ngồi suy nghĩ đấy đi. Thả cái bữa bốc đây đi. Đây rồi. Hiện tại thì đang phải sử dụng bằng dây để có thể đi xuống được cái vách như này. Cái dây đây. Đây, con đường đi xuống rất là khó khăn. Đây còn gọi là dốc mẹ ơi. Hiện tại thì hành trình đi tầm lan của anh em chúng tôi vẫn đang tiếp tục về với Yali Đại Ngàn. Và khu vực này là một khu vực rất là mới đối với tôi. Và tôi chưa bao giờ đặt chân đến được cái khu vực này ở tại vùng núi mà tôi sinh sống. Thì ngày hôm nay thì tôi và các em thì có một cái chuyến hành trình về đây. Đi ngang qua đây thì thấy thực sự là cảnh sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp mê hoặc lòng người. Sau nửa ngày di chuyển về nơi hạ trại thì cuối cùng anh em chúng tôi đã chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Anh em đang tất bật mỗi người một việc. Cơm thì đã chín rồi,
và thịt thì đang nấu. Bây giờ anh em đang chuyển hướng đi câu cá để bổ sung thêm bữa ăn nó giàu dinh dưỡng hơn. Đây là anh Mộc Năng, anh đang làm một chiếc cần câu, làm phao, làm mồi. Rất nhiều lưỡi. Câu này câu chùm. Nó dài thong lòng kìa. Ở đây chị mấy. Xin chào toàn thể các cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là một cái chuyến tầm lan của ba vùng miền trở về đây với tất cả anh em Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Và cái đoàn hôm nay đi của chúng tôi thì gồm có 9 người, 9 thành viên. Và hiện tại bây giờ là bữa cơm chiều. Thì xin mời toàn thể các anh chị yêu lan vào khám phá cái món cơm chiều trong buổi chiều hôm nay. Đây là món dưa leo chấm muối. Thịt cầy nấu với cây chuối, lõi chuối cây rừng. Phần kia là canh thì chưa kịp làm, để tí nữa rồi làm. Còn đây là tửu, tửu hay gọi là rượu ấy. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Thắng, nick Facebook Nguyễn Thắng nha. Trưởng đoàn của là tầm lan lần này là anh Mộc Năng, chuyên gia tầm lan phố núi. Và anh Linh Y Linh là phó đoàn. Bên đến từ Đắk Lắk. Anh quay mặt lại nhìn chào. Chào bà con cái. Còn tất cả đây là thành viên. Bây giờ tôi mời tất cả mọi người dùng bữa cơm chiều với đoàn nha. Mấy cái chén rồi. Chén vừa ăn vừa uống. Chào. Cắt chưa? Bới nguồn chén rồi. Đã tới lượt mình. Ui, chiến đã dàn. Đủ vào đây. Cạn ly. Nhanh anh ơi. Thành viên mới trong hội tầm lan của Tây Nguyên. Xin chào tất cả các anh em đam mê lan trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì đoàn anh em chúng tôi có một chuyến giao lưu trải nghiệm và tầm lan rừng Iali. Anh em của tôi là anh Nguyễn Thắng đang bóc một cây giả hạc trên cái thân cây này. Vừa nãy là tôi đã bóc được một bụi giả hạc này xuống rồi. Một bụi giả hạc rất là đẹp. Và bây giờ là bạn tôi tiếp tục trèo lên cây và bóc được một bụi nữa cùng với một con kiến nữa. Một kiến này. Nó đẹp luôn. Đâu, bác vứt xuống đây, cạnh vứt xuống đây xem nào. Để cho các bác yêu hoa lan được chiêm ngưỡng sắc đẹp của lan rừng Iali, nơi đã sản sinh ra bông giả hạc đột biến năm cái trắng hờ ly. Rồi. Đây, một kiến, một thân hạc và một bụi hạc nữa. Trèo lên cái cây này lấy được cái bụi này thì kiến nó đốt cho tôi sưng hết cả người rồi. Để kiếm được một cây lan, không những là chúng ta cần phải chinh phục độ cao mà chúng ta còn phải chiến thắng đàn kiến nữa, phải lì đòn chút. Có gì trên đấy không? Kiến nhiều quá, chạy xuống đi. Không đốt. Bụi này thì dài khoảng 70 cm và một thân con đang lên đây. Còn bụi này thì có một thân hoa dài khoảng 25 cm và một kiến khoảng độ 10 cm. Đây là khu vực mà anh em chúng tôi đi tìm lan. Thì nó là khu vực nằm ở bên cạnh dòng sông Sê San và tiếp giáp nơi mà tôi đã tìm ra cây giả hạc đột biến năm cái trắng hờ ly. Kiến nhiều quá.
Nhiều kiến quá anh em ạ. Này kiến bỏ khắp người. Đây. Một cây mà hai anh em phải tiếp sức nhau lên để lấy. Vì chịu không nổi nhiệt từ đàn kiến. Vừa cay mà vừa cắn đau chứ. Kiến này gọi là kiến hôi. Ừ. Em bác vừa chui vào đây cũng có duyên phết nhỉ. Cái này mình nhìn mình đứng ở trên kia nhìn thấy cái ngọn đấy rồi. Ừ. Ngọn đến hạt rồi. Nãy mình em tắt lên. Đó, đây này. Có tự dưng bây giờ lại đấy. Thấy không? Thành quả của anh em mình. Bỏ vào túi đi. Ok. Rồi, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đây mọi người ạ. Anh cùng theo dõi nhá. Để xem anh em chúng tôi sẽ có được những gì.